Tam Quy Ngũ Giới, tác giả Thích Thanh Từ. Tại sao phải quy y Tam Bảo? Đời sống chúng ta khác gì khách bộ hành đang lạc lõng giữa rừng đời đen tối, mãi xoay quanh trước muôn vạn nẻo đường mà không tìm được lối ra. Bên tai vang dội những tiếng thét cằm rùng rợn của đàn hổ lang ác thú, trước mắt dàn trải khắp mặt đường những hầm hố trong gai. Trong cuộc sống đầy kinh khủng hải hùng này, ta chỉ khao khát thấy được một lối đi thẳng tắp, được một ngọn đuốc soi sáng cầm tay và gặp người chỉ lối đưa đường. Nếu được như nguyện thì còn vinh hạnh nào hơn nữa. Đức Phật là một hướng đạo sư đã nhọc nhằn khổ sở, phí bao nhiêu công lực mới sang phẳng, dọn sạch một đường thênh thang thẳng tắp, đi từ đau khổ trầm luân đến nơi an vui giải thoát. Giáo lý của Ngài là những ngọn đuốc sáng phá tan màn hắc ám của đêm đen, khiến bọn hổ lang ác thú trông thấy đều lao mình vào bụi rậm. Chư Tăng là những người cầm đuốc soi đường để dắt dìu những ai đang khủng khiếp trong đêm đen, đang bồi hồi trước muôn vạn nẻo trở về với xóm làng an lạc dưới ánh sáng trí tuệ trong ngần, ánh sáng trong ngàn của mặt trời trí tuệ. Đã là người lạc lõng trong rừng đêm, ai mà chẳng reo mừng khi tìm được lối đi, thấy ngọn đuốc sáng về gặp người dẫn đạo, quyết định những ngày sống an lành sẽ trở về với họ. Thôi rồi đâu còn hồi hộp lo âu những đêm trường đầy kinh khủng. Chúng ta cũng thế, đã lạc trong rừng si mê đêm tối và đang bị bọn hổ lang thăm săn đe dọa, bỗng gặp được Tam Bảo thì còn vui mừng nào hơn, nên quyết định quy y. Lại nữa, chúng ta thấy mình đang đắm chìm trong vũng bùn tội lỗi, trong mong gặp người cứu vớt và ước ao được những gáo nước trong sạch để tẩy bùn nhơ, thì đây Phật là người đã thoát khỏi vũng bùn trần thế. Ngài sẵn sàng đưa tay cứu vớt chúng sinh. Giáo pháp là những tịnh thủy tẩy sạch tất cả cấu trần tội lỗi. Chư Tăng là những người đang mang tịnh thủy ấy ban bố cho chúng sinh. Vì mong dứt sạch tội lỗi nên chúng ta phải quy y Tam Bảo. Đời sống chúng ta khác nào chiếc thuyền con bấp bênh trôi dạt giữa biển bể kẻ trần gian. Bao cơn sóng dập gió dồi làm khuynh đảo cả tâm hồn. Đức Phật là ngọn hải đăng, là mục tiêu cho ta nhắm hướng. Giáo pháp là cánh buồm bọc gió lôi con thuyền vượt qua những ngọn sóng dữ. Chư Tăng là những người cầm tay lái, lái con thuyền thẳng đến bờ an lạc. Vì thế quy y Tam Bảo là một đảm bảo cho chiếc thuyền chúng ta về đến bến an tịnh. Hơn thế nữa, quy y Tam Bảo là một sức hạnh, sức mạnh vô biên đưa ta vượt mọi hiểm trở của hầm hố tội lỗi, thẳng đến bến bờ an lạc. Vì khi phát tâm quy y, ta tự hứa, tự nguyện dưới Phật đài trước chư Tăng rằng con nguyện suốt bao đời tiến theo chiều giác ngộ giải thoát mà Đức Phật trải qua. Con hứa tránh mọi điều tội lỗi, làm tất cả việc lành để trọn nhân cách con người. Do những lời hứa nguyện này tạo thành một năng lực hùng dũng khiến ta tinh tấn không dừng trên đường tự giác giác tha. Ngày xưa Trần Hưng Đạo kéo quân đi đánh giặc Mông Cổ. Khi qua sông Hóa, Ngài chỉ con sông thề rằng nếu không giết được giặc thề không về Thái Sông này. Do lời thề giữ ba quân ấy tạo thành sức mạnh phi thường khiến Ngài thắng được giặc với tỷ số 1-10. Chính Đức Thích Ca Ngài cũng đã chỉ cội cây Bồ Đề mà thề rằng nếu ngồi dưới cội cây này mà không tìm được đạo thì dù xương tan thịt nát ta quyết không rời bỏ chỗ ngồi này. Bởi chí khí quả cảm ấy, qua 49 ngày Ngài đã đắc đạo. Trần Hưng Đạo thề giữ ba quân, Đức Thích Ca chỉ thề với mình mà thành một nghị lực phi thường như vậy. Huống chi chúng ta quỳ dưới Phật đài đối trước chư Tăng ba lần phát nguyện thì sức mạnh ấy còn gì sánh kịp. Thế mà có một số người chỉ nghe đến quy y đã mỉm cười chế nhạo. Họ bảo rằng tôi không cần nương nhờ ai cả, tôi đủ khả năng tiến đến giải thoát, vì còn nương nhờ là còn ỷ lại. Đời tôi không có tội lỗi, chính tôi thấy thế. Vừa nghe qua câu ấy, chúng ta tưởng chừng như họ đã là bậc thánh nhân, nhưng hỏi họ phải là thánh nhân thật chưa? Nếu chưa phải là thánh nhân, tự coi mình là thánh nhân, ôi còn gì đáng thương hại bằng. Phàm ở đời những người tự thấy mình sao biết lỗi là hạng người tiến bộ, ngược lại kỳ quái, không biết lỗi không hay, một bề ngạo nghễ tự cao thì mong gì phục thiện. Và những kẻ tự coi mình là hiền, là thánh ấy, ôm tâm ngã mạn to bằng quả địa cầu, thì trên đời này họ còn kính trọng ai? Chúng ta là những kẻ cầu tiến, luôn luôn biết phục thiện, sẵn sàng cải hối, thành kính học đòi gương thánh hiền, nên thành tâm hướng về Tam Bảo. Quy y Tam Bảo là nương tựa ở Phật Pháp Tăng, không những Phật Pháp Tam ở ngoài và chính tự tâm ta nữa. Mỗi khi làm quấy, nói sai, lòng ta thấy hổ thẹn, lương tâm bị dày vò cứng rứt. Cái biết khiển trách điều quấy, khiên ngợi việc làm,
Lành là tánh sáng suốt của ta. Lạy Phật vậy, trong thấy người đau khổ, ta nghe lòng nao nao thương xót, muốn cứu giúp họ là tâm từ bi sẵn có của ta, nó chính là giáo pháp. Thấy cảnh thuận hòa êm ấm của gia đình người, lòng ta khởi mến chuộng, nghe những việc nồi da xáo thịt ta cảm thấy bất mãn, ấy là lòng thuận hòa có sẵn của ta, nó là tăng vậy. Chúng ta trở về với tánh sáng suốt, với tâm từ bi, với lòng thuận hòa của ta, tức là quy y Tam Bảo. Vì Phật là sáng suốt, pháp là từ bi, tăng là hòa thuận. Trở về với tánh sáng suốt của ta sẽ sa thải bọn quỷ si mê. Trở về với tâm từ bi, ta quyết thanh trừng bọn ma tham lam. Trở về với lòng hòa thuận, ta cố trừ diệt con ma nóng giận. Vì thế quy y Tam Bảo không có nghĩa là hoàn toàn ỷ lại, mà chính là phương pháp bỏ xấu về tốt, dứt khổ cầu vui, rất tốt vậy. Tóm lại, chúng ta quy y Tam Bảo là quyết định một hướng đi, tạo cho mình một nghị lực hùng dũng, bỏ ác theo lành, quyết tiến thủ trên con đường từ phàm đến thánh. Quy y Tam Bảo là một ý chí quyết tiến không lùi, là gây dựng một cuộc sống vững chãi, an tịnh giữa biển đời ba đào chuyển động. Con người sống mà không có định hướng, không lối đi thì khác nào cánh bèo lênh đênh phiêu bạt giữa biển khơi, hoặc còn gì đau khổ bằng. Quy y Tam Bảo, mở đề. Kiếp người chẳng khác nào con thuyền lênh đênh trên bể cả, ai không khao khát tìm một chỗ nương tựa, một hướng đi để con thuyền người đỡ chồng chành và chóng vượt khỏi trùng dương nguy hiểm. Chỗ nương tựa vững chắc nhất không đâu bằng ngôi Tam Bảo, hướng đi nhanh chóng và an ổn chỉ có đạo Phật. Người đã nhận đạo Phật là một hướng đi, bước đầu tiên phải quy y Tam Bảo. Quy y là nấc thang đầu tiên của cây thang giải thoát, là cửa ngõ đi vào ngôi nhà giác ngộ. Vì thế ai đã hướng về đạo Phật mà thiếu quy y, khác nào kẻ đi vào nhà mà không từ nơi cửa. Quy y có tính cách hệ trọng như vậy, nên chúng ta còn phải hiểu rõ ý nghĩa của nó, định nghĩa. Kiếp sống của con người mong manh yếu ớt, khác nào cánh bèo đang bị gió dập sóng dồi ngồi bể cả. Nếu không có nơi vững chắc để nương tựa, em một ngày kia phải tàn rửa mà chìm liệm dưới đáy bể. Vậy nên phải quy y, nghĩa là đem thân mạng nương gửi nơi ngôi Tam Bảo. Tam Bảo là quả đất, muôn hoa cỏ thiện đều từ nơi đó mà sinh. Tam Bảo là con thuyền cứu vớt sinh linh đắm chìm trong bể luân hồi, đưa đến bờ giải thoát. Do đó người phát tâm tu theo đạo Phật phải thành kính đem gửi cả thân mạng này về ngôi Tam Bảo. Tam Bảo là ba ngôi quý báu: Phật quý báu, Pháp quý báu, Tăng quý báu. Tại sao Phật Pháp Tăng là quý báu? Phàm vật gì khó tìm gặp mà khi gặp được có công dụng giúp người giải khổ, ấy là vật quý báu. Như vàng bạc ngọc ngà rất khó được, nhưng một khi được là giải quyết mọi vấn đề nghèo khổ đói rách cho người. Tam Bảo cũng thế, dễ gì gặp Phật ra đời, dễ gì thấu đạt pháp giải thoát, dễ gì gặp một vị sư chân chính. Như một phen gặp được Tam Bảo chắc chắn giải thoát được mọi khổ nạn và tạo cho người một cảnh giới an tịnh chân thật. Vì thế Phật Pháp Tăng gọi là quý báu, Tam Bảo có công dụng vô biên, nên phải giải thích riêng từng phần. Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn và từ bi vô hạn, lúc nào cũng trực hướng đến chúng sinh, đến chùa dạ giác ngộ như Ngài, nên người đời gọi Phật là đấng tự giác, giác tha viên mãn, là ông cha lành của tất cả chúng sinh, vị đạo sư của 10 Pháp giới. Pháp là những phương pháp tu hành do Đức Phật dạy, người thực hành theo những phương pháp ấy sẽ diệt sạch mọi phiền não mê mờ, đến nơi an vui giải thoát. Nói một cách khác, pháp là những phương thuốc trị bệnh chúng sinh là những bệnh nhân nằm rên xiết trên giường bệnh, pháp của Phật là dược liệu. Nếu ai biết chọn uống thì lành ngay. Pháp ấy rất nhiều, nhưng đều nằm gọn trong ba tạng, kinh, luật, luận. Tăng là một số đệ tử Phật, ly khai gia đình, hiến trọn đời cho đạo Pháp. Những vị hằng ở chung nhau để tu hành, để học hỏi và luôn giữ theo giới luật của Phật. Hàng hòa thuận, thân mến nhau, các ngài thay Đức Phật hoàn truyền chánh Pháp cứu độ chúng sinh. Nói chung, quy y Phật là hướng thẳng đời mình theo đấng giác ngộ và học theo gương từ bi của Ngài, thương yêu cứu vớt tất cả chúng sinh về cuối cùng thoát khỏi vòng mê muội của một phàm phu. Quy y Pháp là y theo giáo pháp Phật dạy, tu hành lần lần dứt sạch các phiền não, giải thoát mọi khổ đau. Người bệnh nhờ thuốc được trị lành, chúng sinh đau khổ nhờ giáo pháp cứu được an vui. Quy y Tăng là theo sự hướng dẫn của những vị sư chân chính mà tu tập. Vì các ngài đã dày công nghiên cứu và thực hành giáo pháp Phật dạy, tùy căn cơ trình độ mỗi người
Các ngài cho những giáo pháp thích hợp để trên đường tu khỏi phải lạc lẫm. Tóm lại, quy y Phật là mong được sáng suốt, quy y pháp là cầu hết đau khổ, quy y tăng là nhờ sự hướng dẫn đúng đường lối giải thoát. Quy y Tam Bảo chẳng có thế mà còn chia ra xử lý khác nhau. Sự quy y Tam Bảo, quy y Phật là quỳ dưới chân Phật phát nguyện trọn đời y cứ nơi ngài, còn mong ngài hướng dẫn dắt dìu đến chỗ giác ngộ. Nếu Phật còn tại thế, trường hợp Phật đã nhập niết bàn, quy y Phật là đến chùa quỳ trước Phật đài chí thành tưởng niệm, như Phật hiện ngự trên đài sen phát thệ trọn đời theo gương sáng của ngài, Phật sẽ chứng minh tấm lòng thành kính của mình, đời đời tu hành không lui sục. Quy y pháp là y theo kinh luật luận của Phật mà đọc tụng tu trì, những quyển kinh luật ấy ghi chép lời vàng ngọc mà Phật đã dạy, học hỏi tu tập theo dần dần sẽ đủ sức ngự trị tâm mình, diệt tận phiền não. Quy y tăng là lựa chọn những vị sư đầy đủ đức hạnh, có khả năng hướng dẫn ta trên con đường giải thoát, thỉnh cầu những vị đại diện chư tăng truyền trao quy giới cho ta, từ đó về sau tôn kính những vị ấy là thầy. Chẳng riêng gì mấy vị ấy mà tất cả vị sư chân chính đều là bậc thầy ta cả. Và vị nào có khả năng hướng dẫn, có đức hạnh gương mẫu đều là người đáng cho ta nương theo học hỏi. Lý quy y Tam Bảo. Lý quy y Tam Bảo là trở về nương tựa nơi Phật Pháp Tăng sẵn có trong mỗi chúng sinh. Kinh chép tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Phật tánh là gì? Tức là trí sáng suốt của mỗi người. Mặc dù chúng sinh sẵn có trí giác nhưng đã lâu bị si mê phiền não che lấp nên không hiển lộ, như mây mù che nhật nguyệt, che mặt nguyệt, như bụi phủ dày trên mặt gương. Giờ đây quy y Phật là tự diệt phiền não phát si mê để trí giác hiện bày, như vạch mây mù cho thấy trăng sáng, lau sạch bụi đã lộ mặt gương. Muôn vật ở giữa đời này thiên hình vạn trạng nhưng đều chung cùng một bản thể, như nhìn vào tiệm vàng thấy bao nhiêu món đồ trang sức bằng vàng, hình thức khác nhau nhưng chung quy vẫn là một chất chất vàng, để đồng một chất vàng thì giá trị bình đẳng như nhau. Nếu đồng con lượng hình thức vàng, vòng cà ré xiếng luôn luôn đổi thay, nhưng chất vàng không khi nào thay đổi. Hình thể sự thật là biến thiên, bản thể của nó chân thật. Hình thể có lớn nhỏ tốt xấu khác nhau, nhưng bản thể thì bình đẳng. Bản thể ấy gọi là pháp tánh. Người lóng tâm an tịnh để khế hợp pháp tánh gọi là quy y pháp. Bản tâm mỗi người vẫn hằng thanh tịnh, nhưng vì vọng thức quay cuồng nên thành ô nhiễm. Như nước tánh vẫn là trong, vì sóng gió cuồng loạn nên trở thành ngầu đục. Giờ đây chúng ta chặn đứng vọng thức để tâm trở lại thanh tịnh. Đó là quy y tăng. Tóm lại, lý quy y Phật là phát huy trí giác sẵn có của mình. Lý quy y Pháp là nhận chân bản thể của các pháp. Lý quy y tăng là dứt vọng để tâm được thanh tịnh. Giáo lý nhà Phật lúc nào cũng giữ tính cách trung đạo và viên dung. Người quy y Tam Bảo không phải hoàn toàn ỷ lại nơi Phật Pháp Tăng bên ngoài, mà phải trực nhận Phật Pháp Tăng nơi mình sẵn có. Ngược lại cũng không tự cao Phật Pháp Tăng sẵn luôn có của mình, mà vẫn kính trọng tôn sùng Tam Bảo bên ngoài, biết viên dung cả hai mới gọi là chân chính quy y. Tuy nhiên, lý bao giờ cũng tùy sự mà hiển, nên phải đặt sự trước lý sau, như đứa học trò trước phải nhờ ông thầy chỉ dạy sau đó mới hiểu biết, đành rằng nó đã sẵn trí khôn. Do đó, sự là vấn đề quan trọng cần hiểu đủ mọi mặt của nó. Nghi thức quy y, sự lý quy y đã hiểu rõ, nên biết qua nghi thức quy y. Quy y là buổi lễ quan trọng trên đường tu tập của mình, vì đó là bước đầu đi đến giải thoát. Vì thế, trước khi quy y, những vị phát tâm quy y phải y phục chỉnh tề, sám khay lễ thỉnh chư tăng đến trai đường, đảnh lễ thưa bạch cầu xin chư tăng rủ lòng từ bi truyền trao quy giới cho mình. Đừng làm tưởng quy y là một phương tiện để chư tăng thâu nhiều đệ tử khởi tâm khinh mạng mà tổn phúc. Sống trong cuộc đời nhiễm ô này, có ai dám tự cho mình hoàn toàn trong sạch? Vì thế trước khi thọ lãnh quy giới, mỗi người phải ba phen sám hối cho ba nghiệp được thanh tịnh. Ngày quy y là ngày bắt đầu bước chân lên đường giải thoát. Như một bộ hành bắt đầu leo núi, trước phải gỡ bỏ những thứ cồng kềnh vô ích đang mang nặng trong mình, sau mới tiến lên đến đỉnh núi. Người quy y cũng thế, trước phải gạn bỏ những tội lỗi xấu xa đã mang sẵn trong mình từ vô lượng kiếp, để thâu nhận pháp thanh tịnh quý báu của Phật ban, thì mới tiến đến chỗ giải thoát được. Đến phút quy y, người xin quy y phải quỳ thẳng trang nghiêm theo lời hướng dẫn của chư tăng.
chí thành phát nguyện, đệ tử xin suốt đời quy y Phật, đệ tử xin suốt đời quy y Pháp, đệ tử xin suốt đời quy y Tăng, ba phen phát nguyện rõ ràng trước Tam Bảo. Như thế đã thành Pháp Tam Quy. Người thật tâm quy y Tam Bảo, đã gieo nhân giải thoát, quyết định sẽ gặt được kết quả tốt, là thoát ly ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vì thế kế đó người quy y liền nói tiếp ba lần: đệ tử quy y Phật rồi, khỏi địa ngục; đệ tử quy y Pháp rồi, khỏi ngạ quỷ; đệ tử quy y Tăng rồi, khỏi độ súc sinh. Thế là trọn vẹn tam quy và tam khiết, để bảo tồn lý tưởng cao cả của mình về giữ vững đức tin trên đường giải thoát. Người quy y tự nguyện, đệ tử quy y Phật, nguyện trọn đời không quy y thiên thần quỷ Phật; đệ tử quy y Pháp, nguyện trọn đời không quy y ngoại đạo tà giáo; đệ tử quy y Tăng, nguyện trọn đời không quy y tụng hữu ác đảng. Tại sao phải nguyện như vậy? Nguyện như vậy phải chăng là bắt buộc chủ quan? Không, người phát nguyện như thế nói lên một sức mạnh quyết tiến. Vì trước kia đã chọn lựa kỹ càng, chỉ có Tam Bảo mới đáng cho mình ký thác cả thân mạng, chỉ có Tam Bảo mới đưa mình đến chỗ giải thoát cứu cánh, cho nên nguyện trọn đời mình hướng theo Tam Bảo, như một bộ hành từ Sài Gòn đi Huế, quyết định đi theo quốc lộ số 1, chứ không đi đường nào khác. Nếu ông quyết định đi Huế, mà đi ra khỏi Sài Gòn gặp đường nào cũng đi, chắc ông khó đến được Huế. Nếu đến được cũng tốn công gấp 3 lần, 7 lần đi thẳng. Người quy y cũng thế, đã phát nguyện quy y Tam Bảo, mà gặp đạo nào cũng theo, gặp đảng nào cũng thích, chắc chắn người ấy không khi nào được giải thoát. Người quyết tâm xuống bể mò ngọc, đồng thời gặp ngọc pha lê sò hến sỏi, quyết định người ấy chỉ lấy ngọc chứ không lượm các thứ kia. Nếu kẻ tìm được ngọc không chịu lấy ngọc lại lượm pha lê sò hến thì hỡi ơi, còn gì si mê bằng. Được ngọc là thỏa mãn sự mong ước của người tìm ngọc và đem lại bao nhiêu sự lợi ích vui sướng cho họ. Cũng thế, quy y là đưa người ta đến chỗ an lành hoặc muôn vàn lợi ích. Lợi ích quy y Tam Bảo, có lạc đường mới biết khổ bơ phơ và cảm nỗi sung sướng. Khi được người chỉ lối, có ý thức được sự đau. Đau khổ ở kiếp người mới vui mừng khi hướng về ngôi Tam Bảo. Giá trị Tam Bảo là giới thiệu một con đường thẳng tắp, thênh thang chạy suốt, tới hành trì an lạc. Đi đến hay không tùy chỗ tin tưởng và khả năng của mỗi người. Dù sao người hướng về Tam Bảo vẫn khỏi bỡ ngỡ bơ vơ, khỏi thấy con đường đời bí lối. Quy y Tam Bảo không những đem lại cho tâm hồn ta một sự an ổn vững chãi, đức tin tưởng kiên cố ở hiện tại, mà còn mở cho ta thấy một tương lai rực rỡ. Ai không tin rằng đường về Sài Gòn sẽ đến Sài Gòn, đi đường Huế sẽ đến Huế cũng vậy. Người quy y Tam Bảo đã đi đường giác ngộ, giải thoát và thanh tịnh, ắt hẳn sẽ đến ba nơi ấy. Quyết nghi. Có một số người tự cao tự đại bảo giá trị tôi như vậy mà lại đi phục lạy mấy ông thầy cầu xin quy y thì hèn hạ quá, ai mà làm được, thôi ở nhà đến trước bàn thờ Phật phát nguyện quy y cũng xong. Hoặc có người bảo tôi ăn ở hiền lành đủ rồi, còn gì quy y cho nhọc. Nói thế họ không nhận lấy sự quan trọng trong khi quy y. Giá có người định bụng hoặc nói thầm 10 giờ mai mình sang thăm ông cả ở cuối làng, nhưng đến gần 10 giờ phải một trận mưa hoặc có khách đến thăm, thử hỏi người ấy có đi thăm ông cả đúng giờ để định không. Về khi ngồi nhà lòng anh có cắn rất khó chịu chăng? Chắc là không, vì anh có hứa với ông cả đâu mà sợ. Ngược lại, nếu anh đã hứa rõ ràng trước với ông cả thì dù mưa gió khách khứa gì anh cũng phải đến. Nếu anh không đến sẽ bị lương tâm quả phạt nặng nề. Như vậy ai cũng phải công nhận lời hứa được người nghe. Người chứng nhận có một giá trị sâu đậm trong tâm hồn, khó mà quên được. Càng đông người nghe, nhất là những người ấy đều là bậc đáng kính, lời hứa càng tăng giá trị lên bội phần. Vì thế trong quy y, mỗi người tự hứa rõ ràng ba phen trước Tam Bảo, nhờ đó mà suốt đời không bị lãng quên và cũng không dám làm sai lạc. Nếu lỡ làm sai, họ hết sức hối hận lo chừa cãi. Hơn nữa, lời hứa ấy ghi sâu vào tàng thức đời đời sinh ra, là họ sớm thức tỉnh trở về con đường đạo, cho nên quy y là một điều quan trọng không thể thiếu được. Kết luận, tóm lại quy y Tam Bảo là đem đời mình nương gửi nơi Phật Pháp Tăng, không cần phải hoàn toàn ỷ lại Tam Bảo bên ngoài, mà còn phát huy Tam Bảo từ tâm mình nữa. Để phát nguyện quy y là đủ điều kiện thành một Phật tử chân chính, nhưng chỉ biết pháp phát nguyện quy y mà không theo gương sáng của Phật, không y giáo pháp rèn luyện tâm tánh và không vâng lời nhắc nhở chư tăng,
là một khuyết điểm lớn lao, bởi thế sau khi quy y, Phật tử sống đúng theo đường lối Tam Bảo nhất định có ngày sẽ đạt được kết quả như ý nguyện. Các đại quả tốt đẹp, từ quả vị hiền thánh thanh văn duyên giác Bồ Tát cho đến Phật quả cao tột đều bước từ cấp quy y mà lên. Quy y được coi là nguồn phát nguyên của con sông từ thiện, là nền tảng của ngôi nhà đạo Pháp. Vì thế người tu theo đạo Phật nhất định trước phải quy y Tam Bảo, ngũ giới, mở đề. Nhân loại hiện sống trong hồi hộp lo âu, trong hải hùng kinh sợ cho đến cảnh máu sông biển lệ đều bởi mọi người không biết giữ ngũ giới mà ra. Ngày nào ngũ nhân loại thức tỉnh biết áp dụng ngũ giới vào đời thực tế, ngày ấy thế gian đau khổ này sẽ trở thành thiên đường hiện tại. Chẳng những thế, ngũ giới còn công dựng làm cơ bản đến chỗ giải thoát an lạc. Người đã phát tâm quy y Tam Bảo là để bước chân lên nóc thang giải thoát. Nhưng nếu không giữ năm giới, chỉ mới bước một nóc đầu rồi dừng lại, không thể tiến đến giải thoát thật sự được. Vì thế sau khi quy y, mỗi người cần phát nguyện giữ giới để mạnh tiến trên đường giải thoát. Định nghĩa ngũ giới là năm điều răn cấm do Đức Phật chế ra. Năm điều này y cứ theo trên tâm từ bi, trên phương diện dứt trừ tội lỗi mà thành lập. Đức Phật không bắt buộc chúng ta phải giữ, nhưng để cho tâm từ bi tăng trưởng, cho tội lỗi tiêu trừ, mỗi chúng ta phải tự phát nguyện giữ gìn. Bởi vì giáo lý của Phật là những phương thuốc cứu hộ chúng sinh. Chúng sinh muốn thoát khổ phải y theo đó tu hành và tuân theo lời răn cấm của Ngài. Như ông Lương y chế ra những phương thuốc hay trị lành mọi căn bệnh của bệnh nhân, nhưng trước khi uống thuốc, bệnh nhân phải triệt để theo lời ông dạy, phải vâng dự những lời ông bảo, phải kiêng. Bệnh nhân biết kiêng cự đúng pháp thì thuốc mới hiệu nghiệm. Cũng thế, chúng sinh biết vâng lời giữ giới luật thì tu theo đạo Phật mới thật sự giải thoát. Tất nhiên, giới luật học Phật không bắt buộc chúng ta giữ hết, tùy khả năng hoàn cảnh mỗi người giữ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Bởi vì giới là những cái cửa của ngôi nhà công đức, nếu chúng ta đóng được một cửa thì đỡ phải một phần giữ gìn trộm cướp, đóng hai cửa thì đỡ hai phần, đóng trọn vẹn thì chúng ta hoàn toàn an ổn, mặc tình vui chơi an nghỉ. Thế nên năm giới rất cần thiết và hệ trọng đối với người đời. Năm giới là không giết hại, không trộm cướp, không tà dục, không nói dối và không uống rượu. Một, không giết hại, nghĩa là không được giết hại sinh mạng, từ loài người cho đến các loài Phật, bởi vì mạng sống có một giá trị tuyệt đối đối với loài người cũng như với muôn vật, cho nên giết sinh mạng kia để tô bồi sinh mạng này là điều không hợp lý đạo. Chúng ta ai cũng coi sinh mạng mình là điều đáng tôn trọng tuyệt đối. Nếu có ai muốn mưu hại là mình chống trả triệt để bảo tồn sinh mạng. Mình đã biết quý trọng sinh mạng mình, tại sao lại ưng chà đạp trên sinh mạng người? Suy rộng ra, các loài vật cũng biết quý trọng mạng chúng. Như một con bò hay một con heo sắp bị đập đầu, thọc huyết, ta thấy sự phản kháng của nó mãnh liệt, sự đau thương cùng cực bằng những tiếng kêu gào, những cái dãy dù thoát chết. Chiếu theo lẽ công bằng, điều ta không muốn ai làm cho ta thì đâu nỡ gieo cho kẻ khác hay loài khác. Vì lẽ để tôn trọng sinh mạng mọi người, để hợp lý công bình, Đức Phật cấm giết hại người và các loài vật. Đại nữa, lòng từ bi của Đức Phật xem như mọi loài như con, nên Ngài không đồng ý cho đệ tử Ngài sát hại sinh vật bất cứ trong trường hợp nào. Bởi vì đang tâm giết hại sinh mạng là lòng ác độc đã cực thịnh, tâm từ bi bị bóp chẹt. Nhẫn tâm vô cớ giết một con vật, tính bạo ác không kém giết một người. Ta hãy nghe một quần chúng ung dung cắt xẻo thân mình, thân hình một nạn nhân. Cô thế vốn tỏ ra một tính tàn khốc đốn mạng, nhưng đối với một triết học gia, sự tàn khốc rất đồng tình với lòng hiện ác của kẻ đi săn hợp lại với nhau hàng mấy chục năm để được cái hứng thú nhìn đòn chó săn của mình phanh thay một con vật khốn nạn. Tâm lý quần chúng, chính Khổng Tử để bảo: văn kỳ thanh bất nhẫn thật kỳ nhục, kiến kỳ sinh bất nhẫn kiến kỳ tử, nghĩa là nghe tiếng kêu la của một con vật không nỡ ăn thịt nó, thấy nó sống không đành thấy nó chết. Như vậy, người có tâm từ bi hay lòng nhân đều không nỡ sát hại người hay vật. Khi nghe tiếng kêu thống thiết của một người một con vật thì ta biết họ đang oán hận tràn trề, họ vì cô thế, vì yếu thế nên bị ta giết hại. Trong khi ấy họ ôm khối cam hận chờ gặp dịp báo thù. Cứ thế mỗi ngày ta đều gieo cam hận cho người về vật, tích lũy lâu ngày khối ân gia ấy to hơn sức ta, chừng ấy ta sẽ bị nó
Xét phạt lại, tổ sư Diên Văn đã than: Thiên bá niên lai uyển lý canh, oán thâm như hải hoạn nan bình, dục tri thế thường đao binh kiếp, thể thỉnh đồ môn bán dạ thinh. Dịch: Hàng ngày giữa bát canh ăn, oán sâu bệ thẳm, hoạn bàn non cao, muốn thấy binh lửa thế nào, hãy nghe quán tịnh tiếng gào thêm đâu. Đêm thâu, càng tạo nghiệp sát càng lao mình vào trong vòng đau khổ. Phật dạy: Thường sinh tâm sát hại càng tăng trưởng nghiệp khổ, mãi xây vòng trong sinh tử không có ngày ra khỏi. Kinh Lăng Già: Để giải thoát nghiệp khổ, để đem thế giới lại cảnh thanh bình, Đức Phật cấm Phật tử giết hại. Chẳng những không giết hại mà Phật còn dạy Phật tử phải cứu mạng phóng sinh nữa. Ai có lâm cảnh tù đầy mới được người phóng thích, mới thông cảm thám thí được cái cảnh của người hay vật được cứu mạng phóng sinh. Nỗi vui mừng của một người tội tử được ân xá ngang với nỗi vui mừng của một con vật sắp bị cắt cổ nhổ lông mà được phóng sinh. Như vậy tại sao chúng ta không ban vui cho người cho vật mà cứ gieo khổ chuốc hờn? Nhân đã gieo thì quả nhất định phải gặt. Người Phật tử lúc nào cũng gieo nhân tốt để gặp quả tốt, cho nên không giết hại mà lại phóng sinh. Vẫn biết giết hại là tạo nhân khổ, phóng sinh là gieo nhân vui. Nhưng người tại gia còn ăn mặn, còn làm công kia việc nọ thì khó tránh khỏi phạm giới. Ở đây không buộc chúng ta giữ triệt để như thế, chỉ cần giữ phần quan trọng là không giết người về các con vật lớn như trâu bò, còn những con vật nhỏ như tôm cá tránh dần dần được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Giữ được giới sát sinh, tâm ta sẽ an ổn được đôi phần, vì khỏi lo người thù oán về phương diện giết hại. Thế là chúng ta giải thoát một phần ân gia nghiệp báo suy rộng. Trong xã hội này, nếu mọi người đều không dám giết hại thì còn phải lo gì sự tan tóc bất ngờ, còn phải sợ gì mạng mình không bảo đảm. Nếu nhân loại đồng giữ giới không giết hại thì đó là một đảm bảo thực tế cho nền hòa bình thế giới vậy. Hai, không trộm cướp, là không lấy tài sản của người khi người không bằng lòng cho. Những thứ quý như ngọc ngà, vàng bạc, ruộng vườn, nhà cửa, cho đến những vật hèn mọn như trái ớt cọng rau thuộc quyền sở hữu của người, người không cho đều không được lấy. Ỷ mạnh bề đảng giật ngang của người là ăn cướp, dùng mưu mẹo rình rập lén lấy là ăn trộm. Ăn trộm nhiều hình thức, đo gian đông thiếu, lừa bịp dụ dỗ, kể không xiết. Nhưng có thể tóm lại một câu, bất cứ hình thức nào do lòng tham gạt người lấy của đều là ăn trộm. Chúng ta không muốn ai lấy của mình, tại sao lại chăm chăm muốn đoạt của người? Như thế trái với lễ công bằng, quyền sở hữu cá nhân của ta. Ta biết tôn trọng thì ta nỡ nào chà đạp bên quyền sở hữu của người. Với tâm bình đẳng của Đức Phật, Ngài không cam thấy đệ tử làm những việc trái lễ và bất công, nên Ngài cấm không cho trộm cướp. Một khi vô ý làm mất một vật hay một số tiền, chúng ta giàu giàu buồn khổ. Hơn nữa là lấy trộm của người để người phải khóc than, nguyền rủa sao đành. Ai cũng biết tiền tài là huyết mạch con người. Như vậy, kẻ cố cướp đoạt mạng của người tức là cố sát hại sinh mạng. Người vậy, người làm trái lễ công bình, cố nhiên luật pháp không bao giờ dung họ. Giả sử hiện tại họ không khéo tránh được pháp luật thì vị lai nghiệp khổ không bao giờ tha đâu. Phật dạy người tham quyến sắc tài không chịu rời bỏ, cũng như đứa bé liếm một người chút mặt dính trên lưỡi dao thì lưỡi liếm phải bị cái họa đứt lưỡi. Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Chính thế, vì tham tiền của đã làm người tự gieo mình trong khám đường dưới địa ngục. Đây ta hãy đọc bài kệ cảnh tỉnh của Ngài Thái Thông Hoàng Đế: Tạc bách xuyên tường ốc bí hưu, thiên bang bách kế khổ vinh cầu, kim sinh cầu đắc tha nhân vật, bất giác trung thiên thọ mẻ ngưu. Dịch: Khiết vách đào tường chí nhẫn đâu, nghìn mưu trăm kế luống tham cầu, của người giàu có đời này được, đời khác luôn luôn kiếp ngựa trâu. Trộm cướp là một hiển họa cho người cho mình, nên Phật tử luôn luôn phải tránh. Tự mình không trộm cướp là đã được giải thoát được ngục tù về tội trộm cướp. Nếu một ngày nào mà trong xã hội không có ai tham gian tham trộm cướp thì nhà nhà không đóng cửa, của khỏi gìn giữ, thật là còn sung sướng hơn. Người ta khổ bởi không có của, nhưng kẻ có nhiều, có của nhiều cũng khổ vì lo sợ giữ gìn. Người không trộm cướp tức là đã âm thầm ban cho mọi người sự an ổn. Hàng Nha Tử còn giữ câu:
Nhân phi nghĩa bất giao, vật hy nghĩa bất thủ. Huống chúng ta là thích tử, lợi đi, trộm cướp hay sao? Ba, không tà dục, là không phạm đến trinh tiết của người khác. Ngồi vợ chồng chính thức, người Phật tử tại gia được phép có đôi bạn, nhưng phải chính thức rõ ràng. Tất cả sự lan chạ thầm lém không hợp pháp đều phạm giới tà dục. Mỗi người ai cũng muốn gia đình đầm ấm, con yên mình thanh bạch, thì sao đành phá hại gia can hay làm nhục nhã tông môn người. Còn gì đau khổ hơn sống chung một gia đình mà chồng hoặc vợ có vẻ riêng tư tà vậy? Hạnh phúc đâu còn khi chồng vợ không tin nhau. Vì bảo vệ hạnh phúc gia đình mình, danh giá cho chính mình về tông môn mình, người Phật tử không phạm đến hạnh phúc và danh giá của kẻ khác. Những bọn sở khanh bao giờ cũng bị xã hội khinh miệt. Họ đến đâu hay gần ai, người ta đều nhòm chán như con chuột ghẻ. Họ để tâm nhòm ngó vợ con người kia. Chính vợ con họ cũng lăm le vạch sang rào nhà kẻ khác rồi. Khi họ phá hoại hạnh phúc gia đình người, thì chính hạnh phúc gia đình họ đã tan vỡ trước. Phật dạy người ôm lòng ái dục cũng giống như kẻ cầm đuốc đi ngược gió. Quyết bị nạn cháy tay, kinh tứ thập nhị chương. Thật vậy, người cách tâm xấu xa, đám mê sắc dục không sớm thì chày quyết bị hại, nếu không tan nhà mất nước thì cũng gửi sinh mạng trên mũi súng ngọn gươm. Xưa nay biết bao gương đã chứng minh những kẻ mê sắc dục phải tan nhà mất mạng. Người giữ giới tài dục thanh cao tịnh thì phẩm giá được nâng cao, gia đình đầm ấm, gần ai người ta đều mến chuộng tin yêu. Kẻ ấy tâm hồn hằng an tịnh và không bị sắc dục lôi cuốn xao động. Bốn, không nói dối, không nói những lời sai sự thật khác với ý nghĩ. Thấy thế này nói ra thế khác, làm sai sự thật, cốt bị luật người, lừa bịp người. Hoặc ý nghĩ một đường nói ra, một ngã cốt che đậy sự quấy rội của mình, hoặc vì tâm ác độc nói lời ly gián làm cho ân nghĩa chia lìa, gây nên đôi bên sinh oán thù hờn giận. Dùng những lời văn bóng bẩy, những câu nói ngọt ngào để xui người làm quấy, để dụ dỗ người bước vào đường tà, cho đến dùng lời thô bỉ mạ nhục trù rủa người. Những hình thức đó đều thuộc về nói dối cả. Đạo Phật là đạo như thật, người tu theo đạo Phật phải tôn trọng sự thật, nên không được nói dối. Nói dối chẳng phải làm sai lạc sự thật, mà còn làm mất lòng tin nhau, gây vô lượng đau khổ. Lời nói là để phô bày tâm tư và diễn tả lại những điều tai nghe mắt thấy của mình cho kẻ khác biết. Nếu lời nói không đúng sự thật thì còn ai dám tin? Mọi người đều không tin kẻ ấy có mặt trong xã hội này cũng coi bằng thừa. Nhân vô tính bất lập, đó là lời dạy của Khổng Tử. Một người nói dối, 10 người nói dối, cho đến cả xã hội đều nói dối thì nhân loại phải thế nào? Tôi tin anh, tôi mới dám nói chuyện với anh. Tôi tin anh, tôi mới dám nhận lời hứa, lời mời của anh. Tôi tin anh, tôi mới chung vốn làm ăn với anh. Tôi tin anh, tôi mới đem việc kính gia đình ngồi xã hội nói với anh. Nếu tôi không tin anh thì tôi và anh không gần nhau được. Trong một gia đình, một xã hội mà không ai tin sai thì làm sao sống chung? Giả sử gắn gượng sống chung nhưng ôm ấp bao sự nghi ngờ dì dạt thì còn gì là hạnh phúc, là chân thật? Lời nói tuy không phải là lưỡi kiếm nhưng nó còn bén hơn lưỡi kiếm. Chỉ một câu nói thôi có thể rụng 50 cái đầu. Chỉ một câu nói thôi có thể tan nhà mất nước. Phật dạy, phù sĩ sự thế, phủ tài khẩu trung, sở dĩ trảm thân, do kỳ ác ngôn. Nghĩa là phàm kẻ ở đời, lưỡi búa bén nằm sẵn trong miệng, sở dĩ chém mình, do lời nói ác. Đã đành nói xuyên tạc, nói ly gián là để hại người, nhưng trước khi hại người, nó đã hại mình. Có một số người tự nói dối để lừa bịp, qua mặt người là khôn, là hơn người. Nghĩ thế là làm to. Mỗi khi nói dối người, chính mình đã tỏ ra khiếp nhược. Bởi vì đối diện với người không đủ can đảm nói thẳng nói thật, nên nói quăng co gió tré. Ai không thấy đứa bé khi làm hư hỏng điều gì trước mặt cha mẹ, nó đổ thừa người này người nọ, hoặc kiếm lời nói dối để che đậy. Nếu không sợ đòn và mắng thì bao giờ nó nói dối như vậy? Càng nói dối càng dìm mình xuống hố nhục nhã. Lời nói rất hệ trọng, chúng ta phải cẩn thận, đừng nói cẩu thả mà gieo họa cho người, cho mình. Phải uống lưỡi 7 lần trước khi nói, cách ngôn pháp, hoặc quý trọng giữ gìn lời nói như vàng.
Bèn sai xuống giếng khoan khum tìm. Người xe lời nói như chim sẻ sổ lòng. Ca dao Việt Nam. Người không nói dối lại biết tự trọng, không để mất giá trị, lại không làm tổn hại người và mình. Mỗi cá nhân không nói dối thì chính họ được an ổn thanh cao. Toàn thể nhân loại đều không nói dối thì xã hội này an lạc hạnh phúc biết bao. Do tin nhau mới mến nhau, mà toàn nhân loại không nói dối thì còn ai không đáng yêu. Nói dối là một tai nạn lớn lao cho mình và xã hội, tai hại lớn lao cho mình và xã hội. Tuy nhiên cũng có trường hợp nên nói dối, đó là khi vào lòng từ bi mà phải nói dối để cứu người hay vật. Nói dối phạm tội là lòng tham sân làm động cơ thúc đẩy. Ngược lại, nếu lòng từ bi làm động cơ thúc đẩy thì nói dối là không phạm. Tóm lại, người tu theo đạo Phật là cầu cho mình, cho người được an lạc và đem tình thương ban cho nhân loại. Nên Phật cấm nói dối mà phải nói lời chân thật. Năm, không uống rượu. Tất cả thứ rượu có chất men làm say người đều không được uống. Chính mình không uống cũng không được mời rủ người khác uống. Người tu theo đạo Phật cầu giác ngộ, rượu là thú cùng ma người, phản bội với trí giác nên không được uống. Bằng chứng, khi bình thường ta đủ lý trí phán đoán lẽ phải quấy tốt xấu, nhưng khi uống phu một cốc rượu thì cả người nóng rực, tâm mình sang sướng, mất bình tĩnh nên nói rượu vào lời ra. Người tu quan niệm rượu độc còn hơn thuốc độc, bởi vì một chén rượu thuốc độc ta uống vào chết ngay, nhưng chỉ chết trong một thân này, còn rượu uống vào mất giống trí tuệ, phải chết đi sống lại vô số kiếp. Thực tế hơn, người uống rượu nhiều dễ bị say sưa, thường nhiễm gió, chúng phong sinh nhiều bệnh nguy hiểm. Chẳng những rượu hại cho họ ở hiện tại thôi, mà còn lây đến con cháu, làm tâm tính đần độn sau này nữa. Là những khi quá chén dễ sinh cãi vẽ, đánh đập, làm rối loạn xóm làng, gây đau khổ cho bạn bè quyến thuộc. Như câu chuyện của hôm nay, một hôm anh nông phu kia ra đồng cày ruộng, bỗng nhiên sừng sững ở trước mặt một vị thần khổng lồ. Ông nói: ngươi đã đến số chết, ta đến đây giết ngươi. Anh nông phu kinh hoàng lạy lục van xin tha mạng. Ông thần bảo: nếu muốn ta tha, ngươi phải tìm một trong hai việc này. Trưa nay về nhà, ngươi giết cha ngươi hoặc uống hết lít rượu để trên bàn. Dạ vâng, trưa nay con xin uống hết rượu. Ông thần nhìn anh với vẻ lùm lùm chờ đợi rồi biến mất. Chưa về bị sắp đến ngày giỗ ông bà, cha anh lại mua ít lít rượu để trên bàn, đợi mai đại khách. Anh thấy vội vàng lại chụp lấy, ọc một hơi cạn nóc. Cha anh tức giận: đứa con sinh ra sinh chứng lạ thường, sóc lại miệng chửi tay đánh thuốc bụi, ma men đã thám, anh không phân biệt được phải trái. Chụp được cây gậy đập ông một cái, một cây chết tốt. Bà mẹ nắm lòng chạy đến nắm đầu la, anh trở tay đập một cây chết luôn. Hàng xóm hay bắt được anh giam. Mấy giờ sau anh tỉnh cơn say, anh hết sức hối hận. Người không uống rượu, tâm hồn điềm tĩnh, trí tuệ minh lẫn, gặp việc phán đoán kỹ càng, tu hành chống đắc định huệ. Mặc dù Phật cấm uống rượu, nhưng có trường hợp ngài cho là khi nào bệnh nặng còn phải uống thuốc rượu mới lành bệnh thì được uống, còn phải đưa cho tăng trước sau mới uống, còn phải thưa cho tăng trước sau mới uống để dễ tu hành và tránh tội lỗi hoặc tự quyết định không được uống rượu. Công dụng của nam giới, con người có đủ khả năng tiến hóa mà cũng đủ điều kiện thối hóa. Người giữ nam giới thanh tịnh là biết tự cải tạo bản thân mình từ phàm tục đê hèn lên hiền thánh thanh cao. Trái lại, kẻ buông lung không giữ nam giới là từ địa vị con người lần xuống hố ác thú, vì tính sát hại, cướp giật, giam bôn, điêu ngon, nóng nảy là thú tính. Nếu để chúng tăng trưởng tự do trong người thì người chỉ còn là hình thức con người, chứ tâm hồn đã trở lại thành lan sói. Ngược lại, hạn chế được những thú tính ấy mới là một con người trọn vẹn. Mỗi cá nhân tốt chung sống trong một gia đình thì gia đình trở thành tốt. Nhiều cá nhân tốt chung sống hòa hợp thành một xã hội thì xã hội tốt. Nam giới có công dụng cải tạo con người tốt, nên nó là nền tảng xây dựng xã hội và gia đình tốt vậy. Quyết nghi, có người nghĩ loài ruồi, mũi, rắn, rít, cọp, sói là thứ độc mang vi trùng, nghiệm độc giết người. Nếu Phật cấm giết hại nó, một ngày kia chúng sinh sản khắp mặt đất thì con người phải tiêu diệt. Chúng ta phải biết chủ tâm của Phật là cấm giết hại con người, nhưng trên mặt tâm lý muốn khỏi quả lớn giết người còn phải giết trừ những nhân nhỏ, giết các con vật.
Những đứa bé khi lên 3, lên 5, ra sân gặp chuồng chuồng bướm bướm, chụp đập, ngắt cánh bóp đầu. Thế cha mẹ nó thấy mà không lầy ra, đến 12, 13 tuổi chúng sắm ná, dàn thun bắn chim, đến 20, 25 tuổi chúng đông, họng heo đập đầu bò. Vẫn không bị ngăn cấm, đã quen tay giết hại, nên khi giận ai, chúng dám đập đầu, đâm họng như thường. Ngược lại, đứa bé bắt chuồng chuồng đã bị cha mẹ cấm, từ bé đến lớn không dám cắt cổ một con gà, thì khi giận người nó dám đâm chén chân. Bởi luật pháp cấm quả là không dứt nhân, nên trong xã hội vẫn xảy ra tình trạng giết nhau không ngớt. Đó là do người Phật tử quyết định không được giết người để tránh quả to ấy. Dứt lần những nhân gần là không giết các con vật lớn. Các con vật nhỏ chỉ tránh không nên giết vô cớ và ác tâm. Họ có người nói, trong lúc trị tuổi còn phải bay nhảy, với đời không thể giữ trọn năm giới, nên tôi chưa tu theo đạo Phật được. Phật đâu bắt buộc người tu Phật giữ hết năm giới, tùy sức mình và hoàn cảnh mình, giữ được bao nhiêu cũng tốt, có giữ còn hơn không. Như vậy, đâu phải giữ được năm giới mới là tu theo Phật được. Xét kỹ ra, trong đời tu ai tệ gì, gắn giữ cũng được vài giới, thì có ai mà không tu theo đạo Phật được. Kết luận, tóm lại, giới luật Phật chế ra là để người quá dứt lỗi. Nếu người tu theo đạo Phật mà không giữ giới, thì bất thành vấn đề tu, kỵ trộm cướp giết hại, lăng trẻ điêu ngô, còn không xứng là một người tầm thường thay. Huống chí là kẻ học đạo từ bi giác ngộ, trong năm giới mà chúng ta không giữ được trọn vẹn cả năm, còn tự thấy hổ thiện, chưa đáng là một Phật tử thay. Phương chi không giữ giới nào thì còn gì là đạo đức. Do đó người Phật tử phải cố gắng giữ giới cho xứng đáng với danh nghĩa của mình, để đem lại hạnh phúc cho mình và chúng sanh. Không riêng gì Phật tử mới giữ năm giới, mà toàn thể nhân loại đều phải giữ cả. Bởi vì đã tự nhận mình là con người thì phải hạn chế thú tính, nâng cao phẩm giá người, buông lung phạm năm giới, mở cửa cho bầy lợn nòng, mặc tình ngao du phá phách. Giữ năm giới là làm chuồng câu thúc chúng lại, nâng phẩm giá con người lên cao. Do đó, những ai đã có tâm cải tạo con người, xây dựng xã hội, cần khuyên mọi người giữ năm giới là phương sách bậc nhất.